cơ? Có một ly sữa, sau đó thì đặt một cái khung giấy lên như thế này. Bây giờ thì mình sẽ đổ bột cacao hoặc là Milo vào nha. Wow, dễ thương xỉu luôn á. Người ta làm được thì mình cũng sẽ làm được. Chuẩn bị một tờ bìa, sau đó thì mình sẽ vẽ một cái hình mà mình thích vào. Bây giờ thì Jay sẽ lấy một cái dao rọc giấy để có thể rọc được cái khung này ra nha. Chuẩn bị một ly sữa mà mình muốn tạo hình, bây giờ thì chỉ việc rắc bột Milo vào thôi. Cái gì chứ, mấy cái trò đơn giản này không có làm khó được tôi đâu. Bây giờ sẽ mở ra cho mọi người xem thành quả nè. U là trời, không hiểu sao là mình đổ cái bột Milo tới đâu á là nó chìm tới đó luôn á mọi người. Nó không có thể nào mà nổi lên trên bề mặt của ly sữa được, tức ghê luôn á. Ủa rồi không lẽ là cái video lúc đầu là nó lừa mình hả ta? Nhưng mà lúc xem lại video thì mới nhớ là phải rây bột qua một cái rây. Ok, có cái rây luôn nè, và đây là kết quả nè mọi người. Chu cha mà ơi, dễ thương quá đi luôn á mọi người ơi. Vậy là trên ly sữa của mình đã có một cái dấu hiệu của TikTok rồi nè. Trời ơi, cute xỉu luôn, uống lại ngon nữa, mọi người làm thử nha.